có một sự thật là trong cuộc sống này không ai giống ai cả bởi mỗi chúng ta đều có những hoàn cảnh riêng không thể đặt bản thân vào cuộc sống của người khác để hiểu hết chuyện của họ ai rồi cũng sẽ có lúc mâu thuẫn về suy nghĩ quan điểm cá nhân với người khác thi thoảng còn dẫn đến tranh cãi nảy lửa nửa cơ chuyện mâu thuẫn gây ra tranh cãi là chuyện thường ngày thế nhưng giữa những luận điểm sâu cay đầy tính logic có bao giờ bạn đang đang hăng say cãi vã đối phương lập tức buông lời chẳng liên quan gây ức chế vô cùng chưa dưới đây là những câu nói có khả năng khiến người khác tắt tiếng trong một nốt nhạc được đông đảo cư dân mạng sẽ chia mỗi khi tranh cãi ủa đây đây chính xác là câu nói gây ức chế nhất nói hoài nói mãi một hồi nó đi ủa y trang như lời mình nói gió bay hay sao ấy một dấu câu thôi đủ gây hoang mang tâm lý cực nặng rồi khi đang trong một cuộc tranh luận mà bạn sai chính tả mọi lập luận của bạn đều coi như vứt. Thích vậy đấy, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu. Cứ cho là bạn đúng đi. Bạn là nhất rồi, nói gì chẳng được. Em có làm gì sai đi nữa em có làm cái gì đi nữa, em cũng xin chấp nhận trả giá. Gì? Ai nói gì? Ai làm gì chưa? Bị sao mà cứ như thế hả? Thôi 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 thôi, tôi xin, anh đúng được chưa? Bỏ đi, mình là bạn mà, bạn bè ai mướn mày phải cãi nhau với tao chi rồi nói. Có ức chế bằng xin không chết không? Tùy, muốn làm gì thì làm. Thôi đi nhà mấy đứa nhóc. Ừ, cô biết hết, cô đi làm Google luôn đi. Dân đen như mình sao nói lại bạn? Như này mà ai không ức chế cơ chứ? Ảnh tổng hợp.